Sáng ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội lên đường dự hội chợ Trung Quốc ASEAN, CAESBO và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN KBIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hội chợ CAESBO và hội nghị KBIS được Trung Quốc và ASEAN đồng tổ chức hàng năm tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, là một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc. CAESBO và KBIS lần thứ 20 năm nay nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ tiếp tục có quy mô lớn nhất ASEAN với 250 gian hàng trên diện tích 5.000 m². Chuyến công tác của Thủ tướng lần này tiếp nối xu hướng phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, cũng như các cuộc trao đổi cấp cao từ đầu năm 2023 đến nay, và gần nhất là Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng 6 năm 2023.